Hallelujah, cảm ơn Chúa và cảm ơn sự sắp xếp của Ngài vì một cái video này sẽ là một cái video rất là tuyệt vời mà mình chia sẻ cho các bạn. Và mình xin gửi lời chúc mừng và lời chúc phước cho tất cả các bạn đã bấm vào video này và mở video này lên xem. Vì đây là một video rất là quan trọng, đó là một video cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của các bạn. Vì video này sẽ mang đến sự giải phóng cho cuộc đời của quý vị với đúng cái tiêu đề của nó, và mình sẽ giúp đỡ các bạn phương cách 3 bước thôi, chỉ đúng 3 bước làm để các bạn có thể nhận lấy quyền năng, quyền phép chữa lành và đuổi quỷ, chữa lành và đuổi quỷ trong danh Chúa Jesus Christ, trong danh Chúa Jesus Christ. Và đây là 3 bước, và các bạn hãy tập trung lắng nghe, và các bạn hãy tắt điện thoại, hãy ngừng lại tất cả các công việc, hãy dừng tất cả mọi thứ, hãy tập trung lắng nghe tất cả những gì mình chia sẻ. Ngay giờ phút này, nếu như bạn cảm thấy có cái gì đang phân tâm bạn, hãy ngừng nó lại. Và chúng ta sẽ bắt đầu với một bầu không khí tụng linh cực kỳ là mạnh mẽ trong giờ phút này nhé. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là khi các bạn đã bấm vào cái video này, thì nó tin chắc rằng các bạn là người đang khao khát muốn được giải phóng, và các bạn đang nhận biết rằng mình đang bị kìm hãm bởi một bệnh tật nào đó, hay bởi một tội lỗi nào đó, hay là bởi một tà linh nào đó, và các bạn đang không thể chiến thắng được cám dỗ. Có thể các bạn không thể chiến thắng được sự tà dâm, sự dâm dục, sự nghiện các bộ phim khiêu dâm, hay là đang chiến thắng không chiến thắng được khỏi sự cô đơn, không chiến thắng được khỏi những bệnh tật, không chiến thắng được khỏi sự nghèo thiếu, không chiến thắng được những nỗi buồn, hay không chiến thắng được bất cứ một cái điều gì đang xảy ra trong cuộc sống các bạn. Thì trong giờ phút này, với quyền năng trong danh Chúa Jesus Christ, Lộc sẽ chúc phước cho các bạn sẽ nhận lấy quyền năng của Chúa và có thể nhận lãnh lấy quyền phép của Ngài. Các bạn có thể tự giải phóng cuộc đời của mình, và trong danh Chúa Jesus Christ, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ đặt trong đức tin của mình, và mình giải phóng cho các bạn khi các bạn bắt đầu và xem video này. Thì đây là một video mang tính chất giải cứu, và các bạn phải biết và phải nhận biết là mình đang cần được giải cứu thì các bạn mới có thể giải cứu được. Đây là cái bí quyết, một cái bí mật mà ma quỷ luôn che giấu chúng ta. Trước khi nói từng bước một thì mình phải nói cái điều này là quan trọng nhất, bởi vì ma quỷ đã thường cho con người những cái sự cám dỗ, những cái sự lừa dối và những cái lời nói, những cái gieo rắc tư tưởng vào trong chúng ta rằng chúng ta không bị trói buộc, rằng chúng ta đang không bị bệnh, hoặc nó đang lừa chúng ta là điều đó là bình thường, điều đó là không tội lỗi. Trước đây Lộc cũng như các bạn bây giờ, đang vướng phải một cái tội lỗi, hay là đang vướng phải một cái bệnh tật, Lộc nghĩ rằng ô cái đây không phải là điều tội lỗi. Lộc đã từng nghĩ rằng cái việc xem những cái bộ phim, loại phim, thể loại phim như thế này nó không phải là tội lỗi. Lộc đã từng nghĩ như vậy, và Lộc nghĩ rằng đó là cái điều bình thường, bởi vì thế gian họ có thể xem được thì mình có thể xem được. Lộc đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà đó là sự lừa dối của ma quỷ. Lộc đã từng có những căn bệnh trong người mình, có những sự yếu đuối về xác thể vật lý, và ma quỷ nó nói với mình ô đấy là điều bình thường, bệnh tật là điều bình thường, bệnh tật thiếu thốn về cơ thể vật lý, thiếu ăn hay thiếu thuốc chữa bệnh thì đó là bệnh tật, đó là bình thường. Nhưng Lộc chia sẻ với các bạn này là có những bệnh tật, có những căn bệnh, có những loại bệnh nó là điều rất bình thường, và nó chỉ đến với các bạn một thời gian, một hai ngày, nó ngắn và nó trôi qua và nó biến mất, hoặc là có thể lâu là một tuần thôi. Và nếu như cái điều gì đã đến với bạn rất lâu năm rồi, rất nhiều tháng rồi, rất nhiều tuần, rất nhiều ngày rồi, nó đã vượt qua nửa tháng hoặc một tháng rồi, thì đó bạn phải suy nghĩ về nó không phải là một loại bệnh bình thường. Và nếu như một cái tội lỗi nào, một cái hình thức nào, một cái điều gì đang cám dỗ bạn, đang khiến cho bạn đang xa rời Chúa, đang sai chật, các bạn đang cảm thấy nó rất là tội lỗi, các bạn muốn thoát ra khỏi nó mà không thể thoát được, các bạn đang bị nó trói buộc nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều ngày rồi, các bạn tự dưng lại có một cái muốn làm một cái điều gì đó mà không thể thoát ra được, các bạn muốn làm việc khác nhưng có một việc khác đang chèn lấy bạn mà các bạn lại cứ phải làm cái việc mà nó chèn lấy mình ấy, thì các bạn đang bị trói cổ rồi. Ví dụ các bạn muốn học bài nhưng lại cứ bị những TikTok hay tất cả những điều gì nó các bạn không mất đi kiểm soát là các bạn đang bị trói cuộc rồi. Và cái video này sẽ giúp bạn giải phóng được điều đó, và trong danh Chúa Jesus Christ, Lộc chúc phước các bạn là các bạn nhận ra mình đang bị trói buộc. Lộc muốn xác quyết lại một lần nữa là các bạn phải nhận diện là mình đang bị trói buộc, mình đang bị trói buộc, mình đang bị bệnh tật. Các bạn phải công nhận điều đó, các bạn phải công nhận mình đang bị, thì các bạn mới có thể quyền
bạn đuổi được. Nếu như các bạn còn không công nhận nó, các bạn còn coi điều đó là bình thường, coi điều đó là điều bình thường ấy, thì các bạn nên tắt video đi. Video này không dành cho những người không cảm nhận là mình đang bị ma quỷ lừa dối, đang bị tội lỗi kìm hãm, hay là đang bị bệnh tật quấy ám nha các bạn. Nếu như mà không vướng phải điều này, các bạn không cần phải xem video này. Nếu các bạn nếu như tâm trí các bạn không muốn giải phóng thì các bạn không cần phải xem video này, ok nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một. Bước thứ nhất là bước nhận diện. Các bạn đã nhận diện được các bạn đang trong tình trạng cần phải được giải phóng rồi, nhưng các bạn phải nhận diện điều này, đó là nhận diện về điều mà Đức Chúa Trời hứa cho các bạn, điều mà Chúa Giêsu hứa cho các bạn. Bước thứ nhất, bước một, bước nhất, bước một, đó là học thuộc cho mình câu Kinh Thánh. Sách Mác chương 16 câu 16, 17 và 18. Các bạn có thể học thuộc câu 17 và 18 thôi, không cần phải câu 16. Tức là học thuộc sách Mác nhá, Kinh Thánh sách Mác câu 17 và câu 18. Các bạn không cần phải thuộc địa chỉ cũng được, không cần thuộc địa chỉ, các bạn có thể chỉ cần học thuộc cái nội dung, học thuộc cái ý nghĩa thôi, không cần học đúng từng câu từng chữ từng dấu phẩy một, các bạn chỉ cần học thuộc cái đại ý cũng được. Mình sẽ tuyên đọc cái câu Mác chương 16 câu 17 18 này. À, những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo, họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại, họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Ở đây mình sẽ phân tích một chút, là mình muốn các bạn phải nhận được cái lời hứa này, biết được, nhận được lời hứa này bằng cách học thuộc nhá. Bây giờ mình sẽ phân tích cho nó dễ hiểu cho các bạn, để các bạn có thể không thuộc từng dấu chấm dấu phẩy, nhưng các bạn có thể thuộc được cái đại ý của Chúa muốn truyền cho các bạn. Chúa truyền cho tất cả những người tin Ngài trước khi Ngài thăng thiên về trời, sau khi Ngài chết 3 ngày, Ngài phục sinh, Ngài sống lại và Ngài chuẩn bị thăng thiên về trời, thì Ngài ban và trao lại cái quyền năng này, quyền phép này cho tất cả những người tin Ngài. Kinh Thánh chép rằng hễ những ai tin sẽ được các dấu lạ này, các bạn sẽ có phép lạ nhé, sẽ được các phép lạ này. Phép lạ đó là nhân danh Chúa, các bạn phải nhân danh Chúa này, đuổi quỷ, và Chúa nói là sẽ nói những ngôn ngữ mới, sẽ nói những ngôn ngữ mới. Ở đây các bạn chưa ai chưa nói ngôn ngữ mới thì hãy đặt tay vào môi miệng mình, và trong danh Jesus Christ con sẽ nói được ngôn ngữ mới, trong danh Jesus Christ con sẽ nói ngôn ngữ mới nha. Và tiếp theo là bắt rắn trong tay. Các bạn biết là bắt rắn trong tay nó không phải là Chúa nói về cái tính chất vật lý, là các bạn bắt một con rắn bình thường ở ngoài trong tay, mà ý Chúa nói là các bạn không còn sợ hãi, các bạn không còn sự bối rối với cái việc phải chiến đấu với ma quỷ. Các bạn không bao giờ phải lo lắng hay là sợ hãi hay phải bối rối chiến đấu ma quỷ, mà các bạn có quyền bắt rắn trong tay, tức là tự tin chiến đấu lại với ma quỷ và các bạn sẽ chiến thắng. Các bạn hiểu không? Đây là điều mà Chúa muốn, và nó là quyền tể trị trên tà linh, ác linh, uế linh, ma quỷ, vì các bạn có quyền bắt rắn trong tay. Đó là như vậy, bắt tức là khống chế các bạn này, bắt tức là các bạn khống chế rắn, không chế rắn. Rắn là ở đây rắn trong cái Thánh Chúa muốn ẩn dụ về ma quỷ, được chưa? Trong danh Chúa Jesus Christ thì các bạn có cái quyền này, các bạn có thể khống chế quyền được tối tăm, và các bạn tự tin làm điều đó, các bạn trong danh Chúa Jesus Christ các bạn làm nhé. Đó là điều thứ nhất các bạn phải hiểu và các bạn nhớ, đó là gì? Đó là chúng ta sẽ có quyền đuổi quỷ, có quyền nói các tiếng mới, có quyền bắt rắn trong tay, tức là quyền cai trị các ma quỷ, và nếu uống nhầm giống chất độc cũng không hại gì. Các bạn biết là uống chất độc mà không hại gì có nghĩa gì? Có nghĩa là các bạn có quyền cai trị và điều khiển các nguyên tắc vật lý, những cái điều mà thuộc về tính chất vật lý, các bạn cũng có quyền cai trị nó. Chúa nói rằng là hễ ai tin thì ta sẽ ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Nhưng ta quên mất quyền làm con của Chúa, ta quên mất quyền mà trước khi Chúa thăng thiên về trời, Chúa để lại cho chúng ta trên đất này. Các bạn ơi, đừng lãng phí những thời gian các bạn tin Chúa, đừng lãng phí cái quyền làm con của Đức Chúa Trời, đừng lãng phí cái quyền được tha thứ, được tha tội. Sau khi được tha thứ tha tội, đây là một cái quyền phép của cơ đốc nhân. Hãy sử dụng nó, hãy vái mạnh dạn, bạo dạn, mạnh mẽ và tự tin sử dụng nó. Nếu các bạn chưa sử dụng nó thì hãy cứ sử dụng nó và hãy cứ tự tin, bởi vì đây là điều Chúa hứa. Nếu như các bạn tin Ngài thì
điều chu hứa này sẽ thành hiện thực các bạn ơi, sẽ thành hiện thực nếu các bạn tin Ngài, và chắc chắn nó thành hiện thực vì đây là điều Chúa hứa và Chúa ban và Chúa để lại cho con người, cho tất cả những ai tin. Chúa nói này, những ai tin, hễ ai tin, tất cả những người tin sẽ nhận được các phước lạ này, dành cho bạn, dành cho người tin. Đừng lãng quên, Lộc đã rất nhiều năm không sử dụng và lãng phí. Lộc phạm tội 10 năm theo Chúa rồi, 10 năm vẫn không được tái sinh, chỉ vì không sử dụng quyền năng này. Lộc luôn luôn chờ đợi một người tiên tri nào đó, luôn chờ đợi một vị giáo sư thần học nào đó, một người có sự kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày 40 đêm, hay là kiêng ăn nhiều ngày rồi, họ có quyền năng để đuổi con quỷ trong Lộc đi, đuổi cái sự ham muốn, tham lam, dục vọng trong Lộc đi, để cho Lộc có thể trở lên làm con người mới. Và là cố gắng đi theo Chúa với như là một người đi tu, như là một người tu sĩ, như là một thầy tu, và cố gắng kiêng cái điều này, kiêng cái điều kia, không sử dụng cái này, nghe thánh ca, làm những việc này việc kia, nhưng mà mình vẫn không thể thoát ra, không thể thoát ra tội lỗi, không thể thoát ra cái lòng ham muốn, thoát ra sự tham lam của mình. Mình vẫn chưa thể thoát ra sự ganh tị, vẫn chưa thể thoát ra sự ghen ghét, sự kiêu ngạo, sự chống đối. Mình có rất nhiều các điều như thế, sau 10 năm theo Chúa vẫn bị như vậy. Và đến khi mình nhớ rằng mình chưa bao giờ sử dụng cái quyền năng này, và thực ra thì không ai hướng dẫn cho mình là phải sử dụng quyền năng này. Và đây là cái video cực kỳ quan trọng cho các bạn. Cực kỳ quan trọng cho các bạn khi mình đọc một cuốn sách, lắng nghe một cuốn sách nói, đó là Lạy Satan hãy nghe đây. Và cuốn sách là Giải cứu thuộc linh các bạn ạ. Mình quên mất, không ai nói cho mình cho đến khi mình đọc cuốn sách. Mình có quyền sử dụng, mình có quyền năng sử dụng. Đây là bước đầu tiên, các bạn hãy nhận diện quyền năng sử dụng của mình. Hãy hiểu và học thuộc kinh thánh này. Rồi, bước thứ hai. Bước thứ hai là các bạn phải sửa soạn. Sửa soạn, bởi vì là các bạn không có sửa soạn thì các bạn sẽ không sử dụng được triệt để cái quyền năng này. Các bạn sẽ hiểu như thế này. Và ví dụ như đây là một cốc nước. Các bạn hãy sửa soạn cái cốc nước này. Đó là phải sạch sẽ này, đúng không? Cái cốc nước phải sạch sẽ thì khi các bạn uống nước nó mới ngọt ngào, nó dễ chịu. Nhưng mà các bạn biết này, cốc nước có giới hạn, cốc nước rất nhỏ. Nếu như các bạn gặp một con quỷ rất là to, hoặc là một cái bệnh nó không phải là nguyên tắc vật lý bình thường, nó là nguyên tắc vật lý rất là nặng, hay là nó là đến từ ma quỷ nữa, đến từ thế giới linh, cái bệnh tật đó nó từ vì cái tội lỗi của bạn đã trải qua nhiều năm nó tạo ra cái bệnh tật đó. Cũng giống như là Lộc đã luôn luôn làm những công việc xấu và cái bệnh tật đó nó vẫn còn theo đến bây giờ. Nhưng mà khi mình phải có một cái cốc thật là to để đựng được số lượng nước bên trong này. Điều này là điều chuẩn bị, các bạn phải chuẩn bị rồi hẳn sử dụng nhé. Các bạn sử dụng làm điều tốt và các bạn có thể đuổi những con quỷ nhỏ. Các bạn sử dụng làm điều tốt, các bạn có thể chữa lành được các bệnh nhỏ, các bệnh nhẹ, các con quỷ nhỏ, và các bạn thể chống đối và đuổi ma quỷ đi luôn, nhưng có thể chưa triệt để. Các bạn có thể thắng được một số sự cám dỗ nhỏ, có thể thay đổi được một góc độ nhỏ, nhưng mà nó chỉ là góc độ nhỏ. Cho nên các bạn phải chuẩn bị, đó là chuẩn bị một cái cốc sạch, và cái cốc đấy phải được to lên, phải phóng to cái cốc đó lên, phải phóng to cái cốc đó lên, các bạn hiểu ạ? Bởi vì Chúa nói là có một số loại quỷ đấy, có một số loại quỷ các con phải kiêng ăn, các con mới đuổi được, hay là có một số loại quỷ các con phải có đức tin. Và các bạn phải chuẩn bị điều này. Đó là nếu như bạn không có thời gian kiêng ăn thì các bạn hãy nghe đọc. Đó là mỗi ngày hãy dành ít nhất một tiếng để cầu nguyện với Chúa. Đó là các bạn chuẩn bị sửa soạn con người mình. Một tiếng một ngày cầu nguyện với Chúa. Nếu bạn không có gì để cầu nguyện với Chúa thì hãy hát thánh ca, đọc kinh thánh và luôn luôn ở trong thuộc linh. Một tiếng một ngày. Đó là các bạn phải chuẩn bị. Nếu như bạn không đủ linh lực thì các bạn cũng không thể thắng được tà linh. Bước số 2. Các bạn ơi, bước số 2 này cực kỳ quan trọng và cực kỳ khó làm. Và trong chương trình quiz, Lộc chúc phước cho tất cả những ai nghe video này, xem đến video này đến giờ phút này sẽ dễ dàng làm bước số 2 này. Thực ra bước số 2 này cực kỳ khó làm. Các bạn đang quen với việc thức dậy muộn, đang quen với việc chỉ có 15 phút cầu nguyện với Chúa một ngày thôi, không có nhiều thời gian cầu nguyện. Các bạn đang quen với cái việc lười, đang quen với việc ít đọc kinh thánh, đang quen với việc ít nghe giảng và nghe bồi linh, đang quen việc ít đọc các sách bồi linh, đang quen với việc ít đọc kinh thánh. Các bạn đang quen như vậy rồi, các bạn đang cảm thấy thoải mái cuộc sống như vậy rồi. Ma quỷ đã cho các bạn cảm giác thoải mái với cuộc sống đó, và các bạn bây giờ đấy nó sẽ như là mình chịu đựng được, mình cảm thấy vừa phải, mình cảm thấy không có gì cả. Cho nên bước
Bước này cực kỳ quan trọng, các bạn phải bứt phá. Khi các bạn nhận thấy quyền năng của Chúa thì các bạn phải bứt phá, phải thay đổi cái đời sống của bạn. Phải có ít nhất một ngày một tiếng cầu nguyện với Chúa. Mình tin chắc rằng các bạn sẽ không có ai ở đây khi xem video này, các bạn sẽ không có ai có thể kiêng ăn 7 ngày một tuần, không có thể ai có đủ thời gian kiêng ăn 30 ngày cả tháng đâu, sẽ không có ai có làm điều đó. Ít trong các bạn có cuộc sống tự do tài chính hay một cuộc sống không phải lo lắng đến tài chính, các bạn phải lo lắng cho việc gia đình con cái phải đi làm, nhưng các bạn hãy đều đặn một tiếng một ngày thôi, một tiếng một ngày thôi, một tiếng một ngày thôi. Hãy nhớ lời của Lộc, hãy cầu nguyện ít nhất một tiếng một ngày, ít nhất hãy đến với Chúa một tiếng một ngày, hãy đến với Chúa, hãy đến với Chúa một tiếng một ngày. Nếu không đến được với Chúa một tiếng một ngày thì phải luôn 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 đọc Kinh Thánh hàng ngày hàng giờ. Bất kỳ lúc nào rảnh các bạn phải đọc Kinh Thánh ngay, bất kỳ lúc nào rảnh các bạn phải nghe giảng ngay, bất kỳ lúc nào rảnh các bạn phải mở bài thánh ca lên nghe ngay. Hãy thay đổi tất cả những bài hát nhạc đời đừng nghe nữa, hãy nghe thánh ca, hãy thay đổi đi, hãy thay đổi đi, hãy tất cả đừng nghe những cái ấn phẩm không liên quan đến Chúa, đừng xem các video không liên quan đến Chúa, đừng xem TikTok, đừng xem Facebook nữa, hãy xem Kinh Thánh đi, hãy xem tất cả những cái tính chất thuộc linh, hãy xem về nó, và các bạn sẽ có một mức độ thuộc linh lớn hơn, và khi đó các bạn sẽ có thể dám công bố với Chúa là con kết ước với Chúa một tiếng một ngày. Hãy làm cái bước này của Lộc. Lộc đã được giải phóng, Lộc đã được tự do chỉ vì Lộc làm điều này các bạn ạ. Chỉ việc làm điều này các bạn có quyền năng một tiếng một ngày của Chúa đi theo các bạn. Các bạn hãy thức dậy sớm vào buổi sáng, hãy cầu nguyện Chúa một tiếng một ngày, quyền năng của Chúa sẽ đi theo các bạn cả một ngày luôn. Hãy mạnh mẽ lên, hãy mạnh mẽ lên, các bạn sẽ làm được. Trong danh Chúa Jesus Christ, Lộc chúc phước cho tất cả bạn được, và Lộc chúc phước cho bản thân Lộc sẽ làm được và giữ vững điều đó cho đến suốt cuộc đời của các bạn, và các bạn sẽ dùng điều đó cho chính gia đình của các bạn nữa, cho chính mối quan hệ vợ chồng các bạn nữa. Trong danh Chúa Jesus Christ, Lộc chúc phước cho tất cả các bạn. Trong danh Chúa Jesus Christ, Lộc rất dễ làm và thay đổi cái thói quen của mình, đơn giản vì Lộc đang sống một mình, chỉ sống một mình thôi. Nhưng Lộc biết rằng các bạn đã có cha mẹ, đang có tất cả vợ con và mọi người khác xung quanh các bạn, rồi công việc, rồi vị trí xã hội, các bạn phải đảm trách công việc, rồi lãnh đạo, hay là các bạn phải làm gì đó, nên các bạn rất khó thay đổi, không giống như Lộc chỉ sống một mình thôi, chỉ sống một mình thôi nên Lộc dễ làm thay đổi. Nhưng Lộc chúc phúc cho các bạn sẽ làm được điều đó, vì đây là quyền năng. Nếu như các bạn đã chán ghét với cái cảnh sống mang cái bệnh tật suốt ngày, các bạn đã phải uống một cái loại thuốc mãn tính lâu năm rồi, bạn đã chán ghét cuộc sống đó, thì hãy nhớ về cái nỗi khổ đó. Nếu các bạn đang muốn thoát ra một cái bệnh tật, đang muốn thoát ra một cái tội lỗi, đang muốn thoát ra một cái thói quen mà các bạn không thích nó đã kìm hãm các bạn lâu rồi, hãy nhớ về nó và thay đổi. Hãy nhớ về nó và hãy nhớ lời chia sẻ của Lộc. Quyền năng chỉ khi đến khi các bạn chuẩn bị một cái cốc sạch, và cái cốc đấy phải to, cốc đấy sạch chắc chắn quyền năng Chúa sẽ đến, nhưng mà sẽ không đến được nhiều nếu như các bạn không chứa đựng được nhiều. Chúa có thể ban cho các bạn vô hạn nếu như các bạn đến với Chúa đủ sự vô hạn của Ngài. Thực ra Adam và Eva cũng vậy thôi, đáng nhẽ Adam và Eva hàng ngày đến với Chúa, hàng ngày đến với Chúa, không lắng nghe những điều từ Satan, không lắng nghe những điều từ Satan thì sẽ chiến thắng. Các bạn đừng lắng nghe những điều của thế gian, đừng lắng nghe Facebook, đừng nghe TikTok, đừng lắng nghe tất cả những điều gì đến từ thế gian nữa. Các bạn có thể thỉnh thoảng một tháng hay là nửa tháng giải trí một vài phút, một vài giờ, nhưng mà đừng 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 để những điều đó là hàng ngày. Hàng ngày là đến với Chúa, hàng ngày là đến với Chúa các bạn ơi. Mạnh mẽ lên, Lộc chúc phúc cho các bạn là người mạnh mẽ, ngày với Chúa, chuẩn bị cho mình một tấm lòng trong sạch, một con người trong sạch, một tấm lòng hướng về Chúa. Chúa sẽ thánh hóa các bạn để trong sạch. Các bạn đừng cố gắng vâng theo luật pháp hay cố gắng làm được gì đó, các bạn chỉ hãy cố gắng đến với Chúa thôi, Chúa sẽ giúp đỡ các bạn. Và hãy đến với Chúa nhiều hơn để cái cốc chứa đựng linh lực của các bạn được to lên. Các bạn là nơi ngự của Chúa, nhưng thực ra Chúa chỉ đến một lúc rồi Chúa đi, hoặc là Chúa chiếm hữu các bạn, Chúa ngự trong bạn, nó không nhiều, nó không toàn bộ con người bạn. Thánh Linh không được đổ đầy đầy dẫy các bạn, không được chiếm trọn các bạn. Các bạn ơi, hãy nhớ lời Lộc, hãy nhớ lời Lộc, đừng bao giờ để ma quỷ dẫn dụ các bạn quan tâm chìm đắm có một cái thói quen về một cái vấn đề, một cái gì đó không thuộc linh, cái gì đó không liên quan đến Chúa. Đừng tập trung ở những điều đó, hãy tập trung ở Chúa, vì Chúa sẽ giải cứu các bạn. Các bạn phải được giải cứu đã, các bạn nhớ nhá, đây là điều vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Hãy cầu nguyện, và nếu như các bạn lâu lắm rồi không cầu nguyện Chúa thì ngay bây giờ xem xong video này, hãy cầu nguyện nhiều nhất có thể với Ngài ngay bây giờ đi. Hãy làm tươi mới chính bạn, và trong danh Jesus Christ, Lộc chúc phước của Thánh Linh Chúa chiếm trọn bạn ngay bây giờ. Ngài đầy dẫy bạn ngay bây giờ, Ngài chiếm trọn toàn bộ các bạn, bao phủ các bạn từ đầu đến gót chân, trong danh Jesus Christ.
Thánh linh của Chúa làm điều đó, đổ đầy cho bạn. Các bạn đừng trông chờ vào một mục sư nào đó nổi tiếng, trông chờ một mục sư nào đó đầy ơn sẽ đặt tay giúp đỡ các bạn. Lộc nói các bạn này, nếu như mục sư đó làm được điều đó thì người ta chỉ giúp đỡ bạn được ngay cái thời điểm đó thôi, ngay cái lúc đó thôi. Khi người ta ra về, người ta về nhà người ta, thì ma quỷ nó sẽ lại đến nhà các bạn, lại đến cửa lòng của các bạn, nó lại đi xung quanh bạn và nó tìm cơ hội khi nào các bạn phạm tội bằng tay hay khi bạn phạm tội bằng mắt, nó sẽ nhảy vào, nó sẽ lại tiếp tục cám dỗ bạn, nó sẽ tiếp tục ngự trị và thay thế vị trí của Chúa. Các bạn ơi, đừng nhờ cậy vào mục sư nữa, đừng nhờ cậy vào người có linh lực mạnh hơn nữa, hãy nhờ cậy vào chính bạn, vì Chúa ban quyền năng này cho tất cả người tin, không chỉ ban cho các mục sư mà ban luôn cho bạn luôn. Và bạn phải chống đối ma quỷ, ma quỷ sẽ lìa xa các bạn. Đây là một lời dạy đừng bao giờ quên, các bạn phải tự chống đối lại nó, tự chống đối lại ma quỷ. Các bạn có thích gặp một người nào mà khi cứ gặp bạn là người ta chửi bạn không? Khi mà bạn có thích một gặp ai mà người ta gặp bạn cái người ta lại cau có mày với bạn không? Người ta lại mắng bạn không? Người ta lại nói những lời to tiếng với bạn không? Các bạn có thích gặp những người nào luôn luôn cau mày to tiếng sai vặt rồi là nói với bạn những lời khó nghe không? Các bạn nếu như các bạn luôn luôn cau mày với ma quỷ, khó tính với ma quỷ, chỉ thẳng vào mặt tay vào ma quỷ và đuổi nó và rủa xả nó thì nó sẽ lìa xa các bạn. Các bạn đừng khinh nhờn với nó. Hoặc là đừng coi nhẹ nó, hoặc là coi nó là điều bình thường. Hãy chỉ vào nó, hãy rủa xả nó, đuổi nó về nơi vực thẳm, đuổi nó về nơi đồng vắng, đuổi nó về nơi tội lỗi của nó, đuổi nó về nơi hoang vắng của nó, đuổi nó về nơi sa mạc, nơi khô cằn của nó. Nơi đó là nơi thuộc về nó. Nó không được phép đến trong nơi màu mỡ là ta, là mảnh đất màu mỡ của Chúa. Không được đến nơi này. Trong danh Chúa Jesus Christ, amen. Các bạn đuổi nó đi, các bạn chống đối nó đi. Đây là bước số 2. Bước số 2, các bạn chuẩn bị nó. Và bước cuối cùng, đó là các bạn luôn luôn, bước cuối cùng nhá, là các bạn luôn luôn cảnh giác. Ở đây, muốn cảnh giác được với ma quỷ, thì các bạn phải nhận diện được tà linh đó là ma quỷ. Bước này cực kỳ quan trọng. Các bạn phải nhớ lời Chúa Giêsu dạy, đó là chiên ta quen tiếng ta và ta quen tiếng chiên ta. Thực ra đấy, Satan nó nói với Eva, ô các ngươi ăn cái trái cấm nó, các ngươi không chết đâu, nhưng Chúa biết là mắt các ngươi sẽ mở ra. Nó bắt đầu nó gieo rắc vào những cái điều cả chúng ta cảm giác như là đúng, nhưng điều đó nó không phải là tiếng của Chúa, không phải ý muốn của Chúa. Nên các bạn phải hiểu về ý muốn của Chúa, và các bạn phải nhớ, các bạn phải luôn cảnh giác. Nó sẽ luôn rình rập. Nên là các bạn phải luôn luôn ở gần Chúa. Tại sao các bạn phải có một ngày, một giờ một ngày? Đó là sự cảnh giác. Các bạn quen tiếng của Chúa, các bạn hiểu biết về Chúa, các bạn luôn luôn ở gần Chúa, thì ma quỷ nó rất là sợ, nó không dám đến với người ở gần Chúa. Nó có đến thì nó phải ở đằng xa xa, nó không bao giờ đến gần các bạn. Hoặc nếu như nó có đến gần các bạn, thì các bạn lại phát hiện ra đó là nó mà không phải là Chúa, nó là người chăn giả mạo, không phải là Đức Chúa Trời, không phải Chúa Giêsu đấng chăn hiền này. Các bạn sẽ đuổi nó, các bạn sẽ rủa xả nó phải đi. Đó là sự cảnh giác và đó là sự giải phóng vĩnh viễn. Nếu như một mục sư hay một ai đó giúp đỡ các bạn được giải phóng thì nó chỉ giải phóng tạm thời thôi. Hãy nhớ lời mình. Đây là bước thứ ba, cảnh giác bằng cách là luôn ở gần Chúa, luôn luôn nghe thánh ca, luôn luôn nghe tiếng của Chúa, luôn luôn đọc kinh thánh, luôn luôn hiểu về Chúa, luôn nghe các sách bổ linh, luôn luôn để các bạn được cảnh giác. Các bạn hãy cố gắng lên. Vì khi các bạn được tự do, các bạn sẽ rất là sung sướng. Lộc sẽ không thể nào nói hết được cái cảm giác sung sướng mà cảm giác tự do nó mang lại đâu. Cảm giác tự do mang lại thực ra là rất sung sướng. Các bạn muốn giận một ai đó, các bạn không thể giận được. Các bạn muốn khinh thường một ai đó, các bạn không thể khinh ghét được. Các bạn ạ, cảm giác tự do nó cực kỳ, các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ là tại sao trước đây mình tội lỗi như vậy, tại sao trước đây mình lại ham muốn như vậy, bây giờ mình không còn cảm giác gì cả. Các bạn đang được tự do, các bạn sẽ cảm thấy sự tự do cực kỳ sung sướng. Các bạn cảm thấy là cơ khỏe mình khỏe mạnh, các bạn cảm thấy là đôi tay mình chắc chắn, các bạn cảm thấy là ôi gan phổi thận dạ dày các bạn rất là khỏe mạnh, cơ thể các bạn rất là khỏe mạnh. Các bạn sẽ cảm thấy điều đó, sự sung mãn sẽ đến với các bạn. Các bạn hãy nhận lấy cuộc sống sung mãn trong danh Jesus Christ, chúc phước cho sự sống sung mãn đến với các bạn trên đất này.
Hãy tưởng tượng đến sự tự do, sự giải phóng của Chúa, sự sung sướng được sống trong sự giải phóng, không lo lắng về tất cả những điều của thế giới dục linh nữa, vì các bạn luôn luôn ở gần Chúa. Phước cho người nào, Thi Thiên 1 câu 1, phước cho người nào không theo mưu kế cảnh giữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, song nay nắm vui vẻ và luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bung trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ được thành phượng. Các bạn ơi, đọc 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 Thi Thiên số 1 nhá, nhớ là mình hay tưởng tượng đến sự phước hạnh biết bao, sự tự do biết bao, sự sung sướng biết bao khi các bạn được giải phóng. Chỉ cần một câu kinh thánh này thôi, Mark câu 17, câu 18, hai câu, chỉ cần hai câu kinh thánh này thôi, Mark chương 16, câu 18, học thuộc nó. Làm theo ba bước của mình. Bước thứ nhất là nói với Chúa là con nhận lấy điều này, tin vào điều này và tự tin là các bạn có được điều này và làm, thi hành nó. Bước thứ hai là các bạn sửa soạn chính mình để tập dần đến gần với Chúa, đến gần với Chúa. Để bước thứ ba là các bạn luôn luôn ở gần Chúa và các bạn nhận diện được ma quỷ đang cám dỗ, các bạn đuổi nó luôn, cảnh giác với nó. Đó là ba bước. Bước thứ nhất, các bạn hãy công bố các bạn nhận thấy câu kinh thánh này, học thuộc câu kinh thánh này và giữ nó cho mình và giữ nó cho người khác. Khi các bạn gặp ai uống đau bệnh tật, các bạn hãy dùng câu kinh thánh này và chữa lành cho họ và giúp họ đuổi quỷ. Các bạn ơi, đây là một cái bí quyết. Trong một cái video tiếp theo, nó sẽ chia sẻ với các bạn về cách lắng nghe tiếng của Chúa. Khi nào thì Chúa muốn chữa lành, khi nào Chúa chưa muốn chữa lành, khi nào mà Chúa đồng ý chữa lành và khi nào Chúa chưa đồng ý chữa lành. Nó sẽ có một cái video như vậy. Khi nào Chúa cho phép điều này được thực thi, Chúa thường xuyên chỉ dẫn và nó sẽ giúp các bạn một trong một cái video như vậy. Một cái video, nó sẽ mang tựa đề là khi nào Chúa nói đồng ý, khi nào God say yes, when God say yes. Nó sẽ làm một cái video như vậy. Và làm một cái video là cách lắng nghe tiếng Chúa của một tiên tri. Các bạn hãy nghe hai video tiếp theo này. Đó là những điều tuyệt vời các bạn. Và video này sẽ dừng ở đây. Và các bạn đừng bao giờ quên câu kinh thánh Mark chương 16 câu 17. Với ba bước, bước thứ nhất là các bạn nhận lấy câu kinh thánh này, nhận lấy lời hứa này và sử dụng lời hứa này. Bước thứ hai là các bạn sửa soạn chính mình để đuổi được những con quỷ to hơn, chữa được các loại bệnh khó khăn hơn và vượt qua được những gian nan thử thách lớn hơn. Đó là bước thứ hai, bạn phải chuẩn bị chính mình và luôn luôn chuẩn bị chính mình. Và bước thứ ba là các bạn phải cảnh giác với ma quỷ bằng cách là luôn luôn ở trong Chúa. Luôn luôn ở trong Chúa, luôn luôn nghe tiếng của Ngài, luôn luôn có sức mạnh, phải cảnh giác với ma quỷ. Đừng chấp nhận một điều gì, đừng chấp thuận một điều gì. Luôn luôn rủa xả ma quỷ, luôn luôn chỉ vào mặt nó, luôn luôn đuổi nó, luôn luôn khước từ nó, luôn luôn chống đối nó. Và luôn luôn nói với nó, ta không chấp nhận ngươi, luôn luôn ta đắc thắng ngươi, luôn luôn ta dày đạp ngươi, luôn luôn ta công bố rằng ta hủy phá toàn bộ kế hoạch của ngươi. Đến với đời sống của ta, đến với đời sống của người này, đến với đời sống trên mảnh đất này, đến với đời sống trên công ty ta, đến với đời sống trong tổ nhóm của ta, đến với đời sống trong đồng đội ta, đến với đời sống của công việc tay ta làm, trong danh Chúa Jesus Christ, tất cả những điều gì liên quan đến ta, các kế hoạch của ma quỷ Satan, ta dày đạp, ta hủy phá, ta chống đối và ta bẻ gãy trong danh, trong uy quyền Chúa Jesus Christ, và các thiên sứ trên từng trời sẽ chiến đấu cho ta. Và Chúa là Đức Chúa Trời nhậm lời ta, vì Chúa Ngài hứa Ngài ban cho ta quyền sử dụng cai trị thế lực tà linh này, là bắt rắn trong tay ta trong danh Jesus Christ, ta trói cột chúng mày, những điều ta nói trên đất sẽ được trói trên trời trong danh Jesus Christ, đắc thắng hơn người. Các bạn hãy cầu nguyện như vậy và lập chúc phước các bạn sẽ có những lời cầu nguyện tốt hơn trong danh Jesus Christ, mạnh mẽ trong danh Jesus Christ, mạnh mẽ trong danh Jesus Christ, lập chúc phước các bạn mạnh mẽ hãy cầu nguyện. Các bạn hãy không biết cầu nguyện nào thì lộc sẽ cầu nguyện giúp các bạn như thế này. Lộc sẽ nói một chút là trong danh Jesus Christ, ta chúc phước cho đời sống chúng ta. Đời sống của ta là đời sống của một người giàu có, là đời sống của một người tự do, là đời sống của người không ốm đau bệnh tật. Trong danh Chúa ta hủy phá tất cả những tội lỗi đã đến trên đời sống ta. Trong danh Chúa Jesus Christ đã tha thứ tất cả tội lỗi ta trên dòng huyết thập tự giá. Ta ăn năn và tin nhận điều này, nên ta nhận lấy quyền năng trong danh Chúa Jesus Christ, ta hủy phá tất cả những điều ác ối từ ma quỷ Satan. Tất cả những linh của sự hay quên, linh của sự buồn rầu, ta đuổi ngươi ra khỏi đời sống ta. Ta là người có trí nhớ siêu phàm, ta là người tốt đẹp của Chúa, ta là người luôn ghi nhớ lời kinh thánh, học thuộc các câu kinh thánh, ta là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong danh Jesus Christ, ta
hủy phá các linh buồn rầu vì Chúa làm cho ta vui vẻ. Ta cai trị tất cả những linh của sự ốm đau, bệnh tật, buồn rầu, lo lắng, bất an, tuyệt vọng, linh của sự nghèo thiếu, linh của sự cãi nẫy, linh của sự bè đảng, linh của sự không thuận phục cấp trên. Ta hủy phá tất cả điều đó, và trong danh Chúa Jesus Christ, ta hủy phá nỗi đau mà người khác gây cho ta. Ta chữa lành trái tim của ta trong danh Jesus Christ. Ta bẻ gãy tất cả những cơn đau đó trong danh Jesus Christ. Ta ra lệnh cho tất cả những sự ruồng bỏ, tất cả những sự đối xử ngược đãi, bạc đãi, những sự không yêu thương đã làm cho trái tim ta tổn thương, giờ ta chữa lành, ta hủy phá cái quá khứ của ta, xóa sạch và tẩy uế cho nó để nó được nhẹ nhàng trong con người ta, và ta có sức mạnh trong một tương lai mới mẻ. Trong danh Jesus Christ, chúc phước cho tất cả những anh em làm việc cùng với ta, tất cả những đồng đội của ta sẽ được mạnh mẽ từ đức tin của ta, sẽ được cai trị thế giới thuộc linh trong công việc của tay ta làm, sẽ được cai trị thế giới thuộc linh cùng với đồng nghiệp của ta. Trong danh Jesus Christ, Chúa ban phước tất cả công việc tay ta làm, và sự hanh thông và sự khôn ngoan và sự chúc phước của Ngài đến đời sống ta, tất cả sẽ được khai phóng ra với một quyền năng linh được mạnh mẽ, và Chúa đến để làm cho đời sống ta được hanh thông, đời sống ta như cây trồng ở dòng nước, được mạnh mẽ, được hanh thông, được tươi tốt, được mới mẻ, được hạnh phúc trong ý muốn của Đức Trời. Trong danh Jesus Christ, ta chúc phước cho hôn nhân của ta. Hôn nhân của ta là hôn nhân mạnh mẽ, hôn nhân của ta là hôn nhân đầy quyền năng, hôn nhân của ta là hôn nhân của hai người kính sợ Chúa, hôn nhân của ta là hôn nhân có dòng dõi thánh, hôn nhân của ta là hôn nhân được phước và được ca ngợi. Từ trên các tầng trời sẽ vui mừng về hôn nhân của ta. Ta chúc phúc cho người nữ của ta, chúc phúc cho người vợ của ta, là người sẽ đầu gối tay ấp với ta, sẽ có một tình yêu, sẽ có một hôn nhân phước hạnh và trong sạch trước mặt Đức Trời, và được chúc phước từ nơi Đức Trời, và dòng dõi ta được chúc phước từ nơi Đức Trời. Ta chúc phước tất cả những điều rủa xá thì từ đời ông cha, từ tổ tiên ta đã giáng trên đời sống ta, giờ ta bẻ gãy, ta hủy phá tất cả những điều đó, ta hủy phá tất cả lời nói hành nói xấu về ta, ta hủy phá tất cả những điều gì rủa xả đã bị ma quỷ kìm hãm, đã bị ma quỷ sử dụng, đã bị ma quỷ lợi dụng từ đời ông cha, tội lỗi và sự ô uế, linh ô uế ở trên mảnh đất ta đang ở, hay đã ở trên dòng dõi, trên dòng họ nhà ta đã bị ma quỷ kìm hãm và cầm buộc. Giờ này trong danh Jesus Christ, ta giải phóng tất cả điều đó, ta hủy phá tất cả thế giới linh đã kìm hãm sự phát triển của dòng họ ta, phát triển cho trái tim ta, cho con người ta, cho gia đình ta, cho thế hệ của ta và thế hệ sau ta. Tất cả những điều rủa xả nào đang đến và đã đến thì ta dày đạp, ta hủy phá, ta bẻ gãy, và trong tương lai sự chúc phúc của Chúa tràn ngập trên đời sống ta. Tất cả những kế hoạch của sự cám dỗ sẽ không còn nữa, và sự cám dỗ của chúng mày sẽ không thể đắc thắng được. Và trong danh Jesus Christ, ta hủy phá tất cả thế lực tà linh, ma quỷ, ác quỷ và những nỗi đau đã khiến cho sự rủa xả đến trên gia đình ta. Tất cả những linh chết chóc, linh bại sụi hay linh ốm đau, linh của sự cãi nẫy, linh của sự bất hiếu, hay tất cả linh nào không được đến như đời sống chúng ta, cho nên Jesus Christ, Chúa chỉ cho con những linh nào, Chúa nhắc nhở con những điều gì mà gia đình con, anh em con, hay là gia đình dòng họ con đang có, thì con sẽ hủy phá nó. Và trong danh Jesus Christ, con chúc phước tiếp tục trên những ngày tháng mà con sống trên đất, con chúc phước cho đời sống mình sẽ sản sinh ra bông trái của Thánh Linh, sản sinh ra ân tứ của Thánh Linh, sản sinh ra những phước hạnh của Thánh Linh, con sẽ làm chứng cho nhiều người tin Chúa. Trong danh Chúa Quýt, chúc phước cho đời sống mình, con chúc phước cho đời sống con có quyền năng linh được mạnh mẽ. Trong danh Chúa Jesus Christ, con là người có ân tứ đức tin, có ân tứ lối tiên tri, ân tứ lối tiên lạc, ân tứ chữa lành và đuổi quỷ. Nhưng con không chỉ tin và nhận lấy cho mình mà còn nhận lấy cho người khác, nhưng con không chỉ giải phóng cho chính mình mà còn giải phóng cho nhiều người khác. Trong danh Chúa Quýt, con chúc phước tất cả điều đó, con là người có ân tứ đức tin, và ân tứ đức tin con giải phóng những ân tứ khác được mạnh mẽ cho đời sống con được chữa lành. Trong danh Chúa Quýt, con mạnh mẽ và không còn thể tiếp tục cầu nguyện nữa. Và trong Jesus Christ là người nói tiếng lạ mạnh mẽ, trong danh Jesus Christ Samakisi Bunukisamakansi, trong danh Jesus Christ đó là tất cả những gì mình có thể hướng dẫn các bạn. Các bạn hãy bắt chước cho mình, hãy cầu nguyện, hãy mạnh mẽ, và Chúa nhắc nhở bạn cầu nguyện điều gì hãy cầu nguyện điều đó. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.